Hai xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì clip này mình sẽ chỉnh lại cái phần đơn hàng các bạn, cái đơn đã đặt nè các bạn. Ví dụ như bây giờ mình có hiện tại trong đơn hàng của mình ha, ví dụ như liệt kê đơn hàng có 3 đơn đi. Bây giờ mình đặt thêm một đơn nè, là bình thường đúng không? Đặt thêm một đơn là bây giờ nó sẽ là 4 đơn. Thì đơn là tình trạng mới nè, ha. Thì khi ví dụ như mà khi mà mình lít vào cái tình trạng mới nè, rồi là nó chuyển thành là đang vận chuyển. Đúng không? Nó chuyển thành đang vận chuyển thì đơn đã đặt nè. Đơn đã đặt của cái user này, đúng không? Thì ở đây nó sẽ là 3 đơn thành công ha. Thì tương ứng với cái ba đơn này. Ok ha, đã nhận xóa thì không nói gì. Bây giờ mình click vào là bây giờ nè các bạn. Bây giờ ví dụ như mình đang click vào đã nhận hàng nè. Rồi là coi như đơn thành công nha. Nhưng mà ở đây nè, khi các bạn refresh lại cái dòng này nè. Các bạn refresh lại. Rồi, nó cũng là đang vận chuyển nè. Nó đang vận chuyển nè, các bạn refresh lại nè. Ở đây á thì các bạn chỉnh lại cho mình là khi mà click vào cái status các bạn ha, ngoài việc mà nó chuyển cái tình trạng của cái status này thì nó sẽ bỏ luôn ha, nó sẽ bỏ luôn những cái là dollar get đằng sau đi các bạn, nó quay về cái trang inbox thì cái nó sẽ đúng hơn ha. Khi mà các bạn ví dụ như các bạn refresh lại cái trang này thì cái dollar get của này nó sẽ bị lỗi các bạn ha, nó dollar get và nó lặp lại thêm một cái lần nữa của cái hàm đó các bạn ha, cho nên là nó sẽ bị lỗi. Cho nên á bây giờ các bạn chỉ việc là mở lại cho mình cái trang inbox. Rồi. Các bạn copy cho mình cái dòng là dòng này đi ha. Cái dòng nào đó cho nó dễ nhìn. Đây, các bạn có thể đánh ha, nếu set đây, cái dòng này đi. Rồi. Inbox đâu ta? Inbox đây. Các bạn tạm thời các bạn bắt ra đây cho mình. Rồi, nếu set thì bắt xuống dưới chứ. Đây xích tịch nè, nếu sẽ xích tịch nè, hoặc đeo xích tịch nè, bắt xuống dưới này thì cái dòng echo này mục đích của mình là quay về cái trang inbox đúng không, nó cũng dễ thôi các bạn, của mình là quay về trang inbox. Thì nếu mà gì các bạn, nếu mà xích tịch hoặc chỉ bạn đeo xích tịch rồi, hoặc các bạn có thể là tại vì cái này nó nằm trong cái dòng lệnh if này ha, nên các bạn phải cho cái dòng là if lòng vào if ha. Rồi nếu mà xếp tịch nè, quay về trang lệnh inbox rồi ở dưới đây, nếu mà đeo xếp tịch thì mặc định nó sẽ quay về, nó thực hiện xong ha, nó thực hiện xong cái hàm này nó sẽ quay trở về cái trang inbox đó. Rồi ở đây thì các bạn sẽ để cho mình là cái inbox đơn hàng đi, đã đặt ha. Rồi, bây giờ mình sẽ refresh. Đang vận chuyển nè, ở bên đây nè. Đó, các bạn quay lại các bạn sẽ thấy nè, history order. Đó, nó lại thực hiện lại cái việc là đây, đó nó tự thực hiện luôn các bạn thấy không? Ha, nó tự thực hiện luôn cho nên là nó sẽ bị lỗi các bạn. Rồi, thì khi ví dụ như bây giờ mình sẽ đổi lại cái tình trạng đơn hàng ha, như bây giờ mình sẽ chuyển một cái đơn hàng thành một đơn hàng mới đi ha. Rồi đang vận chuyển nè. À không, đơn hàng mới thì status nó bằng không đó bạn. Rồi đây tình trạng mới nè, khi các bạn click vào nè ha, rồi nó vừa ship tịch cái nó quay về cái trang inbox liền luôn ha. Đó thì bên đây nè các bạn sẽ thấy refresh nè, đã nhận hàng nè. Thì khi các bạn click vào là đã nhận hàng thì nó sẽ sụp là history order đúng không, history order có nghĩa là tình trạng đơn hàng. History order đây thì các bạn cũng phải cho mình luôn cái dòng mà if các bạn. Copy dòng này rồi history order, nếu set đưa các đơn hàng vị trí gì đó, rồi nếu mà đã đặt hàng nè, rồi thì quay về cái trang gì các bạn, quay về trang history order rồi nó sẽ đúng hơn ha. Thì các bạn sẽ thấy nè, nhấp vào nè, các bạn sẽ để ý cái dòng mà cái link trên này cho mình ha, nè đã nhìn hàng nè, đó nó dừng một cái và nó quay về liền các bạn, thì là nó bên đây nó sẽ đúng hơn là các bạn đó, các bạn thấy không? Ha.